Xin chào anh em, mình có về được hai chiếc đồng hồ rất là đẹp của Mido và Zenith. Đây là hai chiếc lướt mà rất xứng đáng để anh em chơi. Đầu tiên là mình sẽ có đó là một chiếc Mido Ocean Star Diver. Chiếc này là một chiếc rất là cao cấp của Mido và trước đây mình bán new là tận 17 triệu 990 nghìn. Đó, còn những đợt cao hơn thì nó còn lên đến 18, 19 triệu. Chiếc Mido Ocean Star này sử dụng caliber 80 với 80 giờ tích cót, máy bộ máy tương tự như cái dòng Powermatic 80 của Tissot các bạn nhé. Và đây là một chiếc diver và như các bạn thấy là nó sẽ có hai ô lịch ở góc 3 giờ rất là tiện dụng. Dial của nó màu xanh và dial được làm sần vân cát. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái niềng xoay tính giờ lặn, niềng này được làm bằng nhôm. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay cái bộ máy của nó được ẩn chứa dưới một cái đáy kín và trên cái đáy này có hình con sao biển, đó là biểu tượng của dòng Ocean Star của Mido. Chiếc này thì sẽ có độ chống nước là 23, tương đương 200 m, các bạn có thể bơi lội lặn được. Và cái này nó cũng sử dụng núm là núm scuba down cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Chủ cũ thì đã thay bằng một sợi dây da handmade và khóa là khóa xiên các bạn nhé. Thì dây zin thì hiện tại không còn và chủ cũ sau khi mua thì đã bỏ lại hộp sổ thẻ rồi, nhưng chiếc này chỉ còn đồng hồ thôi nên có cái mức giá rất là tốt để anh em chơi là 11 triệu 900 đó. Chiếc Mido này 11 triệu 900 thôi, rất là dễ để anh em chơi. Bên cạnh đó thì đợt này mình có về được một chiếc Zenith Captain Elite. Đây là một dòng sản phẩm phải nói là đỉnh cao của Zenith, với cái độ mỏng của nó phải nói tuyệt vời. Đây các bạn có thể thấy, sử dụng bộ máy 670 của Zenith in-house movement, chúng ta có khoảng 50 giờ tích cót đó, khoảng 27 chân kính và 28.800 tần số động. Mặt số của chúng ta là silver trải tia, silver sunburst, và các bạn có thể kim cọc của nó, kim cọc vàng được làm rất là đẹp luôn, và kim dây của chúng ta còn là kim nung xanh đó, đẳng cấp nó hơn hẳn luôn. Các bạn nhìn chiếc đồng hồ các bạn đã thấy nó cao cấp hơn rồi. Chiếc đồng hồ này 3 kim một lịch và ô lịch lọc của chúng ta được đặt ở góc 6 giờ. Kính là kính sapphire dạng hộp glass box và rất là mỏng các bạn nhé, nó chỉ mỏng loanh quanh đâu đấy có khoảng tầm 7 mm thôi. Đó, chiếc này anh em mua đeo dress thì tuyệt vời, size thì size đẹp, size 40 mm. Đó, mặt số cực kỳ đẹp. Đó, chiếc này thì hiện tại đã thay sợi dây da handmade mới 100% và khóa xiên. Chiếc đồng hồ này là chỉ còn đồng hồ cho nên mức giá của nó rất là tốt để anh em chơi. Với một thương hiệu như Zenith và dòng Captain Elite này thì giá hãng của nó cũng khá cao, loanh quanh khoảng tầm 5.200. Tuy nhiên hiện tại thì mức giá của một chiếc qua sử dụng như chiếc này thì bên mình bán là 59 triệu 500, đi kèm với chế độ bảo hành 2 năm cho anh em. Anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Zenith và chiếc Mido Ocean Star lướt này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.